Hello, xin chào mọi người nha. Nay là ngày 8. Mình đang đóng hàng, hôm nay đóng được chắc được 6 người á, 6 đơn á. Thì cái clip này mình muốn nói cho các cô chú và các anh chị em biết là tại sao mà mình gửi bên đường chuyển phát bên bưu điện thì phí nó lại cũng hơi cao như vậy. Thì nó cao là nó có lý do hết mọi người ạ, để mình giải thích nha, chứ không nhờ không phải là ai mình cũng giải thích được và ai người ta cũng hiểu cho mình. Tại vì cái cước bên 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 bưu điện chuyển phát đó là mình không có được cái tiền đó. Ví dụ họ lấy cao hay lấy thấp đó là cái định mức của họ, họ định mức rồi, họ định giá rồi. Ví dụ quãng đường đó là quãng đường nó như thế và cái cách thức vận chuyển là như thế thì họ tính tiền ra như thế đó, chứ còn mình không có định định giá được cái này, không có định định đoạt được cái này á, cho nên là mọi người cũng hết sức là thông cảm. Mà bởi vì sao mà mình cũng muốn là làm sao mình đã mất tiền, mình bỏ tiền ra mình mua cây rồi, nhưng mà cây về đến nơi là nó không đảm bảo, nó chết chóc hay nó héo hiếc rồi gì thì cũng rất là buồn. Vì mình trách người 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 bán thì cũng 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 tội, mà mình bây giờ mình trách ai được, đúng không? Trách bên bưu điện không được mà trách trách ấy cũng không được. Nói chung là mình bản thân mình đã đặt hàng thì mình các bạn đã đặt hàng thì mình có cái trách nhiệm là làm sao để các bạn nhận được cái cây nó ok nhất, nó gọi như là nó tươi nhất mà có thể trong cái quãng đường vận chuyển từ 2 đến 3 ngày đấy. Nhưng mà ở những cái clip trước thì mình không có nói đến cái vấn đề này, nhưng mà ở cái clip này thì mình chợt nghĩ ra thì mình để mình làm một cái để mình giải thích cho các cô chú và các anh chị em biết là tại sao cái cước bên bưu điện nó mắc như vậy. Thứ nhất là nó là ship coin, nó ship code, thì có nghĩa là cái ship code là có nghĩa là người ta sẽ gửi hàng và người ta nhân viên sẽ có trách nhiệm là giao hàng tận nơi tận nhà cho mình và sẽ thu tiền của các bạn, thu tiền của các cô chú, rồi để sau đó là người ta lại phải chuyển ngược lại tiền ấy cho mình, thì người ta sẽ chuyển đấy thì nó sẽ mất thêm một khoản phí. Vì chuyển tiền bên bưu điện thì các bạn biết rồi, hoặc chuyển tiền lên ngân hàng hoặc là qua ngân hàng thì các bạn biết rồi là nó phải mất phí mười mấy nghìn đấy. Xong đó là đến nó tính đến cái cước là chuyển phát nhanh. Những cái thùng như thế này là các bạn ở Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Sài Gòn, rồi Long An, Tây Ninh thì mình có thể là chuyển theo kiểu không, Tây Ninh thì chắc không 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 được. Đồng Nai. Đó thì là các cái tỉnh đó thì mình có thể là chuyển được cho các bạn theo kiểu là chuyển phát bình thường. Có nghĩa là mình sẽ đóng một cái sọt xong rồi mình cho nó nhiều nước hơn tí. Mình đúc nhiều nước hơn tí rồi mình đi chậm. Gửi chuyển phát bình thường thôi thì nó cũng khoảng cỡ 3 ngày, hơn 3 ngày xíu là đến, chậm nhất là 4 ngày. Đó là nó đến, thì cước nó rất là rẻ, nó chỉ khoảng mấy chục ngàn thôi, dao động từ 5 tới 70 nghìn. Còn những cái người mà ở xa hơn, ở những cái tỉnh miền Tây á, hoặc là ở Cà Mau rồi Cần Thơ các thứ, Tiền Giang, An Giang rồi Đồng Tháp các kiểu, thì là bắt buộc mình phải chuyển phát nhanh và chuyển theo cái thùng như thế này, cái thùng như thế này và mấy cái thùng nhỏ nhỏ như vậy nữa này. Mình tự mua thùng xốp về nha, xong rồi mình tự cắt ra đó, xong rồi tự cắt hết cái này ra này. Cái thùng xốp này các bạn biết giờ ra ngoài kia mua cái thùng xốp mới là nó khoảng 30 đến 40 ngàn tùy loại. Đó là mất nguyên cái thùng rồi này. Chưa kể về cắt công cắt ra, bắt đầu là nẹp các cái này vô băng keo hết lại này cho nó chắc. Đó. Xong đó là nói đến cái vấn đề đấy, thì vấn đề đấy mình không nói, tại vì cái đồ mình gửi thì gửi cho các bạn thì miễn sao mình bỏ công sức ra, mình nhắm sao mà mình lấy được, ví dụ mình bán 15-20 ngàn cây thì mình nhắm là mình lời ở đó thì mình mới làm, chứ chẳng ai làm mà lỗ được hết các bạn, là lỗ thì chẳng ai làm cả. Nhưng mà mình cũng nói để các bạn hiểu là để làm ra được một cái thùng như thế này và một cái cây như những cái cây này để gửi cho các bạn là cũng rất là một điều cũng rất là gian nan, chứ không phải là đơn giản gì đâu. Đó, mình về nha, mình cắt cây xong, mình lựa cây xong nha. Bắt đầu là mình làm như thế này, bịch đóng lại như thế này. Sau đó
Đối với những cái khách gần á, thì mình chỉ có tưới cho cái đất này trong này nó ẩm thôi là ok, là nó đi từng khoảng ngày rưỡi 2 ngày nó đến thì không vấn đề gì. Nhưng mà những cái bạn ở xa hơn, ví dụ như ở Bình Định rồi ở Phú Yên rồi tùm lum á, hôm nay có mấy khách Bình Định, Phú Yên, Long cái gì Nghệ An các thứ, Thanh Hóa các kiểu, thì bắt đầu mình phải bơm thêm nước. Ví dụ như một cái cây như thế này đúng không, là các bạn nhìn dưới này nó hơi ẩm ẩm ẩm, thì mình chích thêm nước vào đây. Đó, mình đục cái lỗ mình chích thêm nước vào đây, chích thêm mỗi cây mình chích thêm xíu nữa để nó có cái độ ẩm ở dưới này hơn á, để nó có cái độ ẩm ở dưới cái đáy này hơn này, thì khi di chuyển xa cái cây nó có thể bị mất nước ở trên nhưng mà ở dưới nó vẫn ok, thì cái cây nó không bao giờ nó bị héo được. Đó, các bạn hiểu không, các bạn nó không có thể nào mà héo được á. Vậy nên là mà chích nước vô á, thì là nó sẽ làm cái bầu của mình nó nặng hơn, là dẫn đến cái tiền vận chuyển nó sẽ cao hơn. Đó, nguyên nhân là như vậy thì cái tiền ship nó mới cao. Chứ còn mà mình đâu phải là mình ăn được cái tiền ship đó đâu mọi người. Cho nên là rất là mong các bạn hiểu là ví dụ như giờ mình không đặt thì thôi, mình đặt thì mình cũng phải là xem là ở cái tiền ship như vậy thì mình có chịu chấp nhận được không. Ví dụ như đơn gửi thì thường thường nó mình gửi á, thì những cái đơn bình thường á, thì nó vào khoảng từ 60 tới 80 ngàn tiền ship. Đó là ship nhanh và ship tận nhà đó. Còn những cái đơn mà nó nhiều á, số lượng nó lớn hơn á, 20-30 cây á, thì có thể là nó khoảng 100, khoảng 100 nghìn. Những cái nơi xa như Hà Nội các thứ thì nó có thể dao động từ 100 đến 110 mấy nghìn á. Đó là cái khoản tiền nó là như vậy thì... mọi người cũng rất là hiểu cho mình, tại vì là mình mất công mình đóng rồi thì mình gửi, thì cái phí ship này thì bên kia nó tính chứ mình không có tính được, tại vì bên đó nó vận chuyển mà. Đó, chứ nhiều khi cũng chê bảo là sao bên mình lấy ship cao thế thì mình cũng không biết nói sao cả, tại vì cái này mình không có quyết định được, không có định đoạt được cái đó. Những người ở những cô chú anh chị mua thì thông cảm cái đó giùm mình với. Đó, còn cây thì mình lựa những cây nó ok đẹp nè, cây toàn cây ok thôi, chứ còn cây đợt này nói chung cái cây 20 ngàn thì đẹp lắm, nó to hơn ấy, còn cây 10 ngàn thì nhỏ hơn chút xíu nhưng mà nó cũng ok này. Đó. À, không phải 10 ngàn, quên 15 ngàn. Đó, clip này mình muốn giải thích cho mọi người hiểu ở cái chỗ đó đây nè, mấy cây 20 ngàn hoa có hoa này, mọi người có hoa nè, đấy để mọi người hiểu giúp mình nha. Hôm nay thì mình làm có mấy đơn hàng, 6 đơn hàng thôi, làm mệt lắm mọi người. Bây giờ các bạn mình nhìn nè, mình cắt hết các cái thùng xốp ra, cắt hết cái thùng xốp ra, bắt đầu mình chế biến lại nó. À, không chỉ mua cái thùng mới đâu mà mình phải chế biến lại, sau rồi còn xếp cây xếp cối rồi băng keo lại rồi mang đi gửi thì nó mới nhận được, nó mới gọn gàng, nó mới không có dập nát được của mọi người. Đó, con ong bay vô kìa. Đó, vậy thôi chứ còn cũng không có vấn đề gì. Ở cái clip này chỉ có muốn giới thiệu với mọi người là cách thức làm cây của mình như vậy. Và cái giá tiền ship thì nó sẽ cao hơn mức bình thường một chút. Ví dụ như các bạn gửi món đồ, quần áo các thứ, hay ba cái đồ nhựa khô đồ các thứ, thì các bạn gửi theo kiểu bình thường thì đơn hàng khoảng 30 ngàn phí ship chứ mấy, 30 ngàn phí ship tới tận nhà chứ mấy. Nhưng mà cái này thứ nhất là nó là cây, nó có thể để lâu nó không được, thứ hai là nó nặng, mấy cái quần áo thì 1-2-3 lạng chứ mấy, còn cái này ví dụ như các bạn gửi 10 cây là hết 1 ký mấy rồi đó, rồi 20 cây là hết 3 ký mấy rồi, đúng không? Mình đó là mình gửi nhiều nên mình biết là như vậy thì không sao, chứ còn những người ta hoặc là các người ta đã mua rồi á, mua của mình rồi thì người ta biết cái phí ship nó tầm đó, họ ok chấp nhận là họ gửi. Chứ còn nhiều người cô chú anh chị mới mua thì chưa biết phí ship thì không có biết, không có rành, đến khi gửi về lại bảo là sao mà tiền ship nhiều quá rồi bảo là không nhận các thứ rồi thì cũng tội cho mình lắm. Đó, nói chung là từ trước đến nay thì cũng chưa bị cái tình trạng đó, cũng có một vài người nhưng mà mình cũng giải quyết được hết rồi. Nói chung là cũng thương lượng cho người ta rồi, cũng xem cái mức nào nó hợp lý tí thì cân đối, chứ còn mà biết sao được, đúng không? Nên mình muốn nói như vậy để mọi người hiểu.
Thôi mình xin kết thúc cái clip này ở đây, tại bây giờ mình còn đóng hôm nay đóng 6 thùng vô trong rồi băng hết keo lại chắc hết nguyên buổi chiều nữa. Đó, rồi làm rồi còn đi gửi nữa. Vậy nha mọi người nha, mình bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở các clip sau.